Chào quý vị ha. Hôm nay văn phẩm thiết bị văn phòng Văn Thanh ha. Xin giới thiệu anh chị là cái cách mà anh chị phô hai mặt dòng máy Rico chưa, dòng máy Rico ha. Rico H anh chị ha. Thì bên Rico bây giờ nó có những cái dòng ví dụ như là 3351 nè, 3352, 501, 502. Đây là dòng máy lớn, dòng máy công nghiệp 7001. Thì anh chị phô nó màn hình nó cách phô, cách sử dụng nó cũng tương tự như chị ha. Thì hôm nay mình xin giới thiệu anh chị là cách mà anh chị có thể phô hai mặt trên máy phô hai mặt được chị ha. Phô hai mặt thì trên cái máy này thì cách phô hai mặt thì tương đối dễ dàng ha. Thì tên Rico nó hình ảnh rất là trực quan chị ha. Thì chị có thể phô hai mặt và anh chị chọn khổ giấy, ví dụ anh chị khổ giấy là A4 A5 hay là A3 ha. Từ thường bên khay này thường setup á, thì mình sẽ setup A4 A3 A5 ha. Thì ví dụ anh chị đưa tờ giấy A4, anh chị thấy cái mẫu này mẫu gì tờ A4 ha. Đó thì anh chị chọn khổ giấy A4 ha. In ví dụ anh chị in hai mặt á, ví dụ anh chị in một mặt thì anh chị bấm số lượng thôi. Ví dụ anh chị bấm một bảng ha, ví dụ hai bảng này ha, rồi anh bấm số lượng, rồi anh chị bấm sát thôi, bấm sát là nút sát này thì nó sẽ phô cho anh chị ha. Thì anh chị có thể phô trên mặt trên này là phô đảo tự động ha, còn không là anh chị phô dưới này thì nó có hai cách để chị phô anh chị ha. Nó có hai cách phô dưới mặt kính này và phô trên này. Phô dưới mặt kính này là những cái tờ mà giấy rách, giấy nhầu, giấy dở rách ha anh chị ha. Thì chị phô dưới này mà anh chị những cái tờ giấy mà tốt đẹp giống này thì anh chị phô ở trên này ha, để tránh bị giấy rách giấy tờ, tại vì trên này nó kéo bằng cơ anh chị ha, nó kéo bằng cơ thì rất là dở rách đó. Ví dụ anh chị cái đó là chị phô một mặt anh nha, chị phô một mặt anh chị chọn khổ giấy thôi, là bấm nút sát, bấm khổ giấy, bấm số lượng ha. Số lượng bao nhiêu bản đó, ví dụ như là 222 bản ha, thì bấm 222 rồi bấm nút sát thì nó sẽ chạy cái bản này, nó chạy ra 222 tờ. Còn ví dụ mà anh chị bấm anh chị cần phô ra tầng bộ, ví dụ như là một bộ đồng cùng của hai tờ ha, một bộ với hai tờ, mà anh chị bấm thêm sọt anh chị ha. Anh chị bấm thêm cái nút sọt bên này, nút sọt nó có một cái nút sọt này nè ha anh chị, nút sọt này nè đó, anh chị bấm nút sọt thì nó sẽ chia bộ anh chị ha. Thì tóm gọn lại ha, thì mình sẽ nói như sau. Ví dụ mình chị phô cái tờ A4 phô một mặt thì chị chọn khổ giấy ha, chọn số lượng bộ cần phô bộ, ví dụ như là một bộ nó có 3 tờ anh chị ha. Thì anh chị sau khi giờ bấm nút sọt này nè thì nó sẽ phô 3 tờ tiếp tục, nó phô 3 tờ tiếp. Còn nếu anh chị không bấm thì nó ra trang 1 nó ra tiếp đủ 22 tờ, trang 2 đủ 22 tờ và trang 3 đủ 22 tờ thì nó sẽ ra như vậy đó anh chị ha. Còn ví dụ anh chị bấm sọt thì nó hết một bộ rồi tiếp rồi một bộ tiếp một bộ, nó phân theo bộ cho anh chị lên chị ha, rất là hay luôn chị ha. Đó ví dụ anh chị mình phô hai mặt nha, ví dụ anh chị mình phô hai mặt ha, anh chị chọn ví dụ chọn khổ giấy đầu tiên, chọn khổ giấy ví dụ khổ giấy mình là khổ A4, phô hai mặt anh chị chọn cái chỗ độ này nè, 1 2 3 1 2 này nha, từ 1 2 sang 1 2 ha, anh chị chọn vô 1 2 sang 1 2 rồi anh chị chọn ví dụ bên này là chọn chế độ phô, ví dụ phô chữ là anh chị chọn này, vừa chữ vừa hình ảnh là anh chị chọn này ha, mà hình ảnh không á thì anh chị chọn này. Ví dụ anh chị vừa các chữ vừa các hình ảnh đó, anh chị chọn thép vẫn được ha, nhưng mà nó không đẹp bằng những cái chế độ mà nó chuyên dụng cho nó. Ví dụ chế độ này là chế độ vừa các chữ vừa hình ảnh, thì vừa chữ vừa hình ảnh thì phô nó sẽ đẹp hơn chị ha. Còn phô này phô belly là phô chế độ phô hóa đơn gì ha, phô những cái hóa đơn đỏ đó chị ha. Thì chọn chế độ này là rõ nhất anh nha. Rồi chị chọn khổ giấy, chọn cái chế độ phô ảnh, phô giấy tờ, phô chữ hay là phô hình ảnh hay là phô hóa đơn anh chị ha. Rồi chọn chế độ phô một mặt hay hai mặt, rồi có cái chia bộ, ví dụ mình chia bộ đi, chia bộ ví dụ mình phô bề bộ ha, đó phô bề bộ thì bấm số lượng đây rồi bấm nút sách thì nó sẽ phô ra chị ha. Thì trên này có hai cách đỡ chị phô, ví dụ phô trên này là chị phô đỡ đảo bằng máy nha, nó đảo bằng máy luôn, máy nó tự đảo luôn chị ha. Còn phô dưới này thì nó chị phải đảo bằng tay, ví dụ phô mặt trước rồi chị ví dụ nè, anh chị phô mặt trước này rồi ha, tiếp tục anh chị lật tiếp mặt sau, chị đỡ tiếp vô mặt kính chị phô, đỡ sát mép luôn chị ha, đỡ sát mép này luôn, sát mép trên sát mép dưới ha, là chị phô được ha. Rồi anh chị bấm sát là nó phô thôi ha. Rồi tóm gọn là video này ha, mình sẽ hướng dẫn chị sử dụng cách máy sử dụng ha. Thì cách phô hai mặt, phô một mặt trên máy Rico ha. Rico thì chị ví dụ anh chị đầu tiên mình xẻ hết là chị bấm nút clipboard này, nó sẽ trở vào ban đầu vậy ha. Rồi đầu tiên là chị chọn khổ giấy,
chọn khối giấy là ví dụ chọn khối giấy A4 đi, anh chị có A4, A3 hay là A5 thì anh chị chọn đây A4 ha. Rồi anh chị chọn chế độ full các chữ hay không, anh chị nhìn cái bảng full các chữ hay không, dù các chữ hình ảnh hay là sao, là hay là full hóa đơn, ví dụ mình full hóa đơn đi ha. Rồi tiếp theo mình chọn chế độ hai mặt hay một mặt, ví dụ một mặt anh chị không cần bấm gì ra, mà hai mặt này anh chị bấm vô này là 112 ra 12 này, anh chị nó sẽ ra 12, nó sẽ đảo mặt như vậy luôn ha. Rồi tiếp tục là anh chị cho full, anh chị có full chi bộ, ví dụ chi bộ anh chị chia vô, ví dụ ba một bộ có ba tờ anh nha, thì nó chia hết ba tờ thì nó chạy tiếp ba tờ. Nếu anh chị không bấm bộ, nó không bấm chia sọt này là anh chị chia tay bằng rất mất công ha. Ví dụ ba bộ mà phân ra 22 bộ, in một bộ ba tờ phân ra 22 bộ, thì nó ví dụ chạy xong hết tờ một, ví dụ như không bấm nè, thì anh chị nó chỉ chạy hết tờ một rồi tiếp tục chạy hết tờ hai, rồi chạy hết tờ ba, vậy anh chị phải phân lại ha, sẽ mất mất công. Ví dụ mình chia bộ đi ha, rồi tiếp tục mình bấm số lượng bảng cần full, ví dụ là 12 bảng ha, đó 12 bảng, rồi bấm nút sắp thì nó sẽ full vậy ha. Rồi trên đây là những cái hướng dẫn cách sử dụng máy Ricoh vậy em. Thì anh chị nào có nhu cầu mua máy photo, thuê máy photo, mua máy in ha, hay là thuê máy in nhé, thì bên mình chỉ bán máy in thôi nha, bên mình là văn phẩm thiết bị văn phòng, thì bán máy in, mua bán cho thuê máy photo copy ha. Thì chị có nhu cầu liên hệ, một thông tin chi tiết anh chị đỡ xem dưới video ha, hoặc liên hệ số điện thoại Zalo mình là 0938374302 nha, 0938374302, hoặc liên hệ website là www.vanthanh.com nha. Rồi cảm ơn chị đã theo dõi, hẹn gặp anh chị trong những video lần sau.